Đức Hoàng BK, Thế Giới BK Hà Nội xin được chào toàn thể quý anh chị em nha. Thì hôm nay Đức lên cho quý anh chị em xem một mẫu xe cực hot luôn. Đó là một chiếc Hyundai Santa Fe, máy dầu bản đặc biệt đời 2019 anh chị em nhá. Với vẻ ngoài khoác lên mình một màu đen tuyền này, cực đẹp luôn. Và form này là form cuối 2018 đầu 2019 anh chị em ạ. Đấy. Mặt ca lăng rất là lớn luôn anh chị em nhá. Đó. Vẫn là form cũ hơn so với những cái form đời 2021 và 2022 anh chị em ạ. Tìm hiểu sâu một chút thì anh chị em có thể thấy về bộ dàn lốp còn rất là dày luôn này. La răng thì là 19 inch, cực lớn luôn. Đấy, xe thì có một cái form dáng rất là thể thao. Và anh chủ cũ đã lên sẵn cho anh chị em một bộ body kit vây xung quanh xe rồi nhá. Tìm hiểu sâu hơn một chút về trong nội thất thì mặc dù đây chỉ là bản đặc biệt thôi, nhưng mà những chức năng và option trong xe thì đã rất là đầy đủ anh chị em ạ. Như mọi người có thể nhìn qua về toàn bộ chế độ lái này, chế độ cho xe rất là nhiều luôn này, hỗ trợ cảnh báo này. Đó, chế độ cày cầu, phanh tay điện tử cũng như là những chế độ lái như Drive Mode, Auto Hold. Đó, rất là nhiều luôn. Màn hình giải trí 7 inch, gương có chống chói tự động anh chị em nhé. Đấy, anh em có thể thấy này, chức năng và Cruise Control này. Đấy, tất cả nói chung là về cái dòng Santa Fe ấy, theo em thấy thì chức năng option về công nghệ kiêm về công nghệ rất là nhiều. Cụm đèn pha đã có chỉnh auto anh chị em nhé, chỉnh đèn auto này. Và cần gạt mưa cũng auto luôn. Đó, ở bản đặc biệt mà được trang bị rất là nhiều những option là xịn sò và hiện đại. Và có cả cửa sổ trời panorama anh chị em nhé. Đó. Đây anh chị em có thể nhìn qua một lần về nội thất này. Santa Fe luôn là một cái dòng kiêm về công nghệ rất là nhiều. Tiếp đến là về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế hai thì như anh chị em có thể thấy, hàng ghế cho người ngồi thứ 5 ở giữa nhé, đã có gối tự đầu. Và bệ tì tay đây cho anh chị em này, cho anh chị em xem. Đó. Rất là rộng, thoải mái luôn. Và ghế còn rất là căng, anh chủ cũ đi rất là giữ xe. Và đã kỷ niệm sẵn cho anh chị em một bộ lót nền 6D anh chị em ạ, kỷ chế đỏ cực đẹp. Tiếp đến là về phần cốp sau thì chắc chắn là về công nghệ thế thì chắc chắn sẽ được trang bị cốp điện cho anh chị em nhé. Cốp thì rất là lớn luôn, hàng ghế thứ ba được gập phẳng này, cho anh chị em một cái khoảng gọi là cực kỳ rộng, cho mọi người để được rất là nhiều đồ luôn. Anh chị em có thể thấy nhìn qua. Và chỉnh ghế ở sau cũng là chỉnh điện nhá, gập mở điện luôn anh chị em nhé. Đấy, nó xịn luôn. Ok. Thì hiện tại chiếc xe này bên siêu thị ô tô BK Hà Nội đang mong muốn mức giá là hơn tỷ mốt một chút anh chị em nhé. Hơn tỷ mốt một chút thôi. Anh chị em nào quan tâm đến liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0974188693 và để xem xe trực tiếp tại địa chỉ 26 Cầu Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội nha. Em sẽ để ở số điện thoại cũng như là địa chỉ ở cuối clip cho anh chị em cùng tham khảo. Em hứa sẽ lên thật nhiều những dòng xe hơn, mọi người có nhiều sự lựa chọn hơn, cho mình một chiếc hợp lý hợp lý nhất và hưởng những chế độ cũng như là voucher giảm giá bên em 5 đến 10 triệu cho anh chị em nằm thiện chí ạ. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người trong những buổi giới thiệu xe lần sau nhé.